Nó cao quá, hết một màn hình điện thoại luôn. Thu lại. À, đúng rồi em. Mệt đi, thắp bụng lại là không có sức bật đâu. Răng trứng cá đen răng. Biếu mà ngon không? Ngon không? Thơm không? Hồi mình mua cái trứng cá vàng mà anh xếp rồi bánh giết cho mọi người ăn là cái trứng nó to như thế này hả? Không, cái trứng cũng là trứng cá vàng ở đây. Nhưng mà lần trải nó đều ra là mình thấy nó to. Ai hồi đã ăn ai cũng như này. Mình là chú khoái ăn đồ Tây lắm. Chắc là Miu nó không để ý, nó mua cái sau khi cá ăn đâu. Bánh mì trứng cá trứng cá là phải đặc sản người quận Nga à. Những nước khác còn lâu. Sau khi ăn bánh mì trứng cá thì chuyển sang uống rượu, mặc dù cả ba người không có ai biết uống rượu hết. Trứng cá là đặc sản của Nga ngày xưa, là toàn bộ những cái vòng châu Âu đó. Nga Pháp Đức rồi Thụy Điển Thụy Sĩ là đều phải nhập từ Nga, là đã nhập về là thì chỉ có bọn nhà giàu thì giàu mới ăn. Bon chance. Ô bằng chai à? Em tưởng ông anh định tu chứ. Hầm dịu. Chai này chú Bình cho từ hồi mô thì 2017 2016 cuối cùng là 2010 mấy. Hầm rượu uống như quanh. Ô uống một ly nè, quá chắc luôn. Chuẩn bị. Thành ra thấy không? Nếu như mà ngày xưa mình kêu là ăn cá mà lại ăn với bơ sữa, không tưởng tượng được đúng không? Mà bơ mà với cá từ bờ, kêu hơi từ bờ. Đúng nhỉ? Có vị gì? Thơm. Nhưng mà không không khác cái của mình. Mời cái niệm có ngọt, không có vị mùi ngọt. Ừ. Cái của mình mùi thơm hơn. Chát không? Không chát. Này mùi cồn nó nặng hơn. Ừ. Nó nặng hơn cái chai bữa trước rồi. Rồi xong cả ba người chị nào lần quay. Ngủ tí. Mình ngủ tí. Mẹ ngoan thì mẹ ngủ rồi buổi trưa rồi đó. Ha. Hàng kia không thấy dụi 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 nữa. Kiểu về ăn chén chè mà thấy lụi 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 lụi. Món chè đặc biệt xuất sắc. Xôi, chè Bắc, Trung, Nam, Hàn Quốc chơi gì tùm lắm để nhau được. Bắt đầu bụng không? Không, cái gì đâu trong bụng. Đau khi mà nếu như ăn cái gì mà cảm thấy đau bụng là ngay khi bỏ vào miệng và... Nhờ, cảm giác đau bụng là nghe là nó đau. Mẹ nghĩ là không mà mẹ uống nước tốt. Tự nhiên mẹ uống xong rồi ta cái mình. Ờ đúng rồi, là xin uống giúp mình. Kìa, nhà mình có Coca Cola 2 chai 3 lít kìa. Uống uống. Không, đã bình thường như bình thường là mình đã mang ra bắt mấy người uống rồi. Ừ. Nhưng mà thức ăn nhiều quá. Ừ. Nếu như mình cho mấy người uống thì mình lại ăn ít lại. Không được uống, bắt ăn. Nghe, nghe mưu âm mưu vậy sợ. Uống cá thì đúng mà họ bán mẹ đi lấy cho mẹ nghĩ chắc nó rắc vài hộp cá thôi. Thì đây nè, sợ tí, cắt